Xin chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và đặc biệt hôm nay là một ngày thứ sáu cuối tuần. Good morning Xuân Quỳnh. Good morning anh Hoàng Trọng và good morning quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Thưa quý vị, bắt đầu chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay thì Xuân Quỳnh xin điểm ra những cái điểm chính của thời tiết ngày hôm nay. Như thường lệ thì thời tiết trong tuần này là nhiệt độ khá cao thưa quý vị, rơi vào khoảng từ 85 cho đến 90 độ F. Nhiệt độ xuống thấp nhất là vào khoảng 65 độ F. Xuân Quỳnh nhận thấy là mặt trời mọc cũng vào lúc là 6 giờ 4 phút sáng và lặn vào lúc là 7 giờ 51 phút tối. Với tốc độ gió là có vẻ như là chậm hơn ngày hôm qua một chút, là từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Vâng, cảm ơn Xuân Quỳnh với tất cả những tin tức khí hậu thời tiết vào những ngày cuối tuần. Bây giờ thì Xuân Quỳnh có thể đưa tất cả khán thính giả chúng ta đến một trong những cái nơi mà đã có nhiều tiếng tăm là vùng động đất. Và ngày hôm qua thì một cơn địa chấn với cường độ bao nhiêu thưa Xuân Quỳnh? Thưa quý vị, Indonesia có thể nói là một trong những cái quốc gia mà có gặp rất là nhiều trận động đất diễn ra trên thế giới, bởi vì cái quốc gia này nằm ở vành đai Thái Bình Dương, nơi mà luôn xảy ra các hoạt động kiến tạo của vỏ trái đất. Vào năm 2004 thì một trận động đất có cường độ là 9.1 đã diễn ra tại quốc gia này và khiến cho 220 người trong cái khu vực Ấn Độ Dương thiệt mạng, trong đó có 168 người là nạn nhân ở Indonesia. Và vừa mới đây thôi thì một trận động đất có cường độ là 7 chấm đã diễn ra tại phía nam đảo Sumatra và Java của Indonesia. Tâm chấn động nằm tại độ sâu là 59 km và cách đất liền là hơn 200 km. Điều đặc biệt là các nhà chức trách tại Indonesia cũng đã đưa ra cái thông báo và cảnh cáo về việc sóng thần có thể diễn ra, yêu cầu người dân dọc bờ biển trên đảo Java lập tức sơ tán đến những cái địa điểm trên cao. Nhà chức trách Indonesia cũng cảnh báo một số khu vực có thể bị sóng thần cao trên 3 mét tấn công. Thưa quý vị, trong những thời gian vừa qua có thể nói những vấn đề động đất đã được mọi người quan tâm đến rất nhiều. Sau khi hai cơn địa chấn ở miền Nam California diễn ra với cường độ là 7 chấm, đến bây giờ thì Indonesia ở ngay quần đảo Java và Sumatra, tất cả những cái địa chấn và đặc biệt lên tới ngoài 7 độ. Đây là một cảnh báo cho sự việc có thể trái đất có những cái biến chuyển mới mà người ta nghi ngờ sẽ có những trận động đất trong tương lai. Thôi chúng ta tạm quên tất cả những sự kiện về thiên tai, bão táp, những hiện động đất để chúng ta trở lại tất cả những gì sinh hoạt của người dân Hoa Kỳ. Việc trước tiên tháng 7 đã đi qua, bây giờ chúng ta nhìn xem lại trong tháng 7 con số kinh tế và đặc biệt là con số công nhân công ăn việc làm như thế nào. Việc trước tiên chúng ta phải nói rằng là trong tháng 7 con số công việc làm gia tăng từ 164.000 trở lên. Tất cả các nhà kinh tế dự định thì có thể ở khoảng gia tăng 165.000 và tỷ lệ thất nghiệp thì kính thưa quý vị vẫn nằm ở chỗ 3.7 giống như tháng 6. Thu nhập trung bình mỗi giờ bây giờ là tăng lên 0.3% và mức tăng phần hàng năm là 3.2%. Và chỉ 2 ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang chuyển sang tính tất cả những vấn đề bất ổn về kinh tế bằng cách giảm lãi suất thì báo cáo việc làm hàng tháng báo hiệu rằng thị trường lao động đang duy trì năng lượng trong một chuỗi thuê mướn kỷ lục. Điều đó có nghĩa rằng thưa Xuân Quỳnh, bây giờ công việc làm, các hãng xưởng, các công ty và có thể nói nơi nào cần công nhân họ đang có những cái nỗ lực để gia tăng công việc làm rất nhiều thưa Xuân Quỳnh. Dạ thưa quý vị, trong khi tháng trước thì việc bổ sung bảng lương không phù hợp với mức tăng đột biến trong tháng 6. Số tháng 7 cho thấy là các nhà tuyển dụng tiếp tục nhường chỗ cho những người Sullivan, nhà kinh tế trưởng tại kinh tế tần số cao cho biết về báo cáo việc làm của Bộ Lao động. Tuy nhiên thì xu hướng này vẫn đủ mạnh để giảm tỷ lệ thất nghiệp. Kính thưa quý vị, trở lại một trong những sự kiện quan trọng mà trong những ngày vừa qua quý vị đã thấy diễn biến tình hình gọi là cuộc hội thảo đàm phán thương mại giữa hai quốc gia đang nằm ở một mức độ cao về vấn đề có thể có một cuộc chiến tranh kinh tế giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc xảy ra. Sự biến chuyển và gặp gỡ giữa những nhà lãnh đạo kinh tế của hai quốc gia tại Thượng Hải đã mang lại những kết quả gì? Kính thưa quý vị, việc trước tiên sáng nay thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một trong những cái sự kiện mà ngày hôm qua ông đã tuyên bố một cách rõ ràng. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề Hoa Kỳ sẽ áp thêm 10% thuế lên 300 tỷ hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump ngày 1 tháng 8 tuyên bố sẽ áp thêm 10% thuế lên 300 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, giữa lúc các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục. Tổng thống Donald Trump đã viết trên trang Twitter của ông rằng các cuộc thảo luận thương mại đang tiếp tục và trong thời gian thương thuyết bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, Hoa Kỳ sẽ thêm vào 10% thuế đối với 300 tỷ đô la hàng hóa và sản phẩm còn lại từ Trung Quốc đến đất nước chúng ta. Khoản này không bao gồm 200 tỷ đô la hàng hóa đã bị đánh thuế nhập khẩu 25%. Kính thưa quý vị, trong những thời gian vừa qua thì có một lô hàng
lên tới 200 tỷ đô la, bao gồm tất cả những hàng công nghiệp, những cơ sở máy móc sản xuất, nhập hàng, nhập khẩu từ Trung Quốc đến để cho tất cả các hãng công nghiệp tại Hoa Kỳ. Nhưng đến bây giờ thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, nếu không có những gì thay đổi vào giờ chót, Tổng thống Donald Trump sẽ áp đặt một hàng rào thuế quan tăng 10% lên tất cả các hàng công, tất cả các hàng tiêu dùng của người Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 9. Và đặc biệt trong một loạt trang Twitter, Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi Trung Quốc không tôn trọng các lời hứa mua thêm sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ, và ông đang chỉ trích Chủ tịch Tập Cận Bình không làm thêm gì nữa để chặn đứng việc mua bán gây một chất nghiện có tên là fentanyl tổng hợp. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã sụt giá sau loan báo của Tổng thống Donald Trump. Các thị trường thương mại và tất cả các nhà thương thuyết Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Thượng Hải hôm 31 tháng 7 mà ít có dấu hiệu tiến bộ, dù cả hai nước đều mô tả là các cuộc thảo luận là xây dựng. Một vòng gặp gỡ khác dường như sẽ được soạn thảo ra vào giữa tháng 9 tới đây. Hoa Kỳ và Trung Quốc lâm vào một cuộc chiến thương mại được đánh dấu bằng những việc ăn miếng trả miếng và thuế quan kể từ năm ngoái, căng thẳng làm gián đoạn các chuỗi cung cấp toàn cầu và làm khuấy động thị trường tài chính. Thưa Xuân Quỳnh, thế thì Trung Quốc sau khi mà Tổng thống Donald Trump đưa ra một, có thể nói một cái biện pháp trừng phạt nặng nề như vậy, thì Trung Quốc họ đe dọa trả đũa như thế nào? Thưa quý vị, về phía Trung Quốc vào hôm thứ Sáu đã đe dọa trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch tăng thuế quan, trong khi mà mối quan hệ giữa hai nước cũng đang trên đà rất là căng thẳng. Kính thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump vi phạm thỏa thuận tháng 6 với Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm hồi sinh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc bầu, có thể nói là cuộc đấu tranh tốn kém và thặng dư thương mại và tham vọng căng thẳng với Bắc Kinh. Tổng thống Donald Trump đã làm náo loạn thị trường tài chính với thông báo bất ngờ vào thứ Năm về thuế quan 10% đối với 300 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 9. Điều đó sẽ mở rộng các nghĩa vụ trừng phạt đối với mọi thứ mà Hoa Kỳ mua từ Trung Quốc. Nếu điều đó thì xảy ra thì về phía Trung Quốc sẽ phải thực hiện thêm các biện pháp đối phó cần thiết để mà kiên quyết bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình. Theo như một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hu Chun chia sẻ. Không, đây là một trong những cái lời phát ngôn viên của bà Hoa Xuân Ấn. Và bà phát ngôn viên của bà Hoa Xuân Ấn thì bà cho rằng chúng tôi không muốn chiến đấu nhưng chúng tôi rất sợ. Bà Hoa đã nói trong một cuộc họp báo thường xuyên rằng bà kêu gọi Washington từ bỏ tất cả các ảo tưởng, sửa chữa sai lầm và quay lại tham vấn dựa trên bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thưa Xuân Quỳnh. Vấn đề giữa Bắc Kinh và Washington đang bị khóa trong một cái cuộc chiến về khiếu nại Trung Quốc đánh cắp hoặc gây áp lực cho các công ty để bàn giao công nghệ. Cái vấn đề cốt lõi ở đây là như quý khán giả như Xuân Quỳnh theo dõi tất cả vấn đề. Trước đây thì Hoa Kỳ đã áp đặt một cái hàng rào thuế quan lên tới 250 tỷ đô la cho tất cả các hàng hóa gọi là hàng hóa công nghiệp. Và đến ngày hôm nay thì bắt đầu mùng 1 tháng 9, nếu không có những gì sự thay đổi thì Tổng thống Donald Trump sẽ áp đặt một thuế gọi là 10% cho tất cả các hàng tiêu dùng đến nhập khẩu từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa rằng Hoa Kỳ, cái lệnh áp đặt thuế cao như vậy, Xuân Quỳnh đi mua một cái gọi là cái đồ tiêu dùng trong nhà Made in China, thay vì hôm trước mua 100 thì bây giờ là lên tới 110 đồng. Như vậy thì hậu quả của người tiêu dùng sẽ hứng chịu, người hứng chịu của những người tiêu dùng sẽ như thế nào? Thưa quý vị, với vấn đề là Mỹ đã áp thuế 25% đối với 250 triệu đô la hàng hóa từ phía Trung Quốc, nhưng động thái này không tác động nhiều đến người tiêu dùng nước này vì nó tập trung vào các mặt hàng như là máy móc, chất bán dẫn, bộ phận máy bay, hóa chất, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, đòn áp thuế được Tổng thống Donald Trump công bố ngày 1 tháng 8 sẽ có những cái tác động rất là khác biệt. Mức thuế 10% đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, đánh vào các mặt hàng tiêu dùng thường ngày như là máy sấy tóc, giày thể thao, TV màn hình phẳng hay là váy cưới cô dâu. Chúng đã đánh thẳng vào những phía người tiêu dùng, đó là những lời chia sẻ của Chủ tịch Hiệp hội Đồ chơi Mỹ đã nói. Chúng đánh vào những cái thành phẩm không phải là nguyên liệu thô nữa. Kính thưa quý vị, thông báo của Tổng thống Donald Trump đã gây ngạc nhiên cho tất cả các đài đầu tư sau khi White House đã cho Bắc Kinh biết rằng họ sẽ mua thêm, khi Bắc Kinh hứa là sẽ mua thêm hàng nông sản. Bây giờ thì cuộc đàm phán thương mại mới nhất của họ kết thúc tại Thượng Hải và không có một cái dấu hiệu nào mang lại những thỏa thuận tốt đẹp cho hai bên. Thì quý vị nhìn vào tất cả các chỉ số thị trường chứng khoán của Tokyo đã giảm tới 2.5% vào giữa trưa và điểm chuẩn là Hong Kong đã mất khoảng 2.3%. Thị trường Thượng Hải và Sydney và Seoul cũng mất giảm. Trước đó thì tại thị trường Wall Street, điểm chuẩn của Standard 500 đã giảm trong ngày thứ tư mất 0.9% xuống 2.953. Chỉ số công nghiệp trung bình của Dow Jones đã giảm 1% xuống còn lại 26.583 điểm. Và trong lúc đó Nasdaq thì kết thúc thấp hơn 0.8%
và ngừng lại ở 8.111 điểm. Điều đó có nghĩa rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump với một lời nói của ông đã làm chao đảo cả thị trường thế giới, và điều này đã làm nóng mặt hơn tất cả những nhà gọi là sản xuất tại Trung Quốc. Vì trong tương lai, chắc quý vị cũng biết rằng nếu hàng không đến, nếu mà những người tiêu dùng phải nai lưng ra chịu số tiền nhập số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, thì chắc lẽ họ sẽ đi chọn tất cả những món hàng khác. Mà quý vị cũng đừng quên rằng tất cả những món hàng cũng giống như vậy, hiện nay có thể nhập cảng từ Việt Nam, từ Thái Lan, từ Indonesia và tất cả các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á. Và điều này cho thấy Hoa Kỳ có thể chi phối và điều hành một cái gọi là cái quyền lực của họ đối với tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á nếu họ có một những trạng thái có thể nói cấu kết với Trung Quốc. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Tăng giao kinh tế giữa hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ có vẻ hình như gia tăng lên đến một cái cường độ mà có thể vấn đề trừng phạt lẫn nhau tiếp tục sẽ diễn ra. Thì tại Biển Đông, tình hình có thể nói là đối mặt giữa tất cả các lực lượng có mặt ở tại Biển Đông lại càng ngày càng gia tăng. Nhưng có một sự việc mà người ta cũng quan tâm đến rất nhiều. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Bắc Hàn lại một lần nữa phóng hỏa tiễn lần thứ ba. Triều Tiên đã bắn những gì mà dường như đây là những tên lửa đạn đạo tầm ngắn hai lần vào ngày thứ sáu. Đây là một trong những sự việc đã diễn ra ngoài bờ biển phía đông trong khi đợi thử nghiệm vũ khí thứ ba chỉ trong vòng một tuần lễ mà thôi. Văn phòng quân sự của Tổng thống Hàn Quốc đã cho biết như vậy. Hoạt động thử nghiệm gia tăng được coi như là một trong những sự việc làm gia tăng áp lực lên Bắc Hàn và Washington trong các cuộc đàm phán giữa vấn đề gọi là hạt nhân bị đình trệ. Bắc Hàn cũng đã bày tỏ sự thất vọng tại các cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch của họ diễn ra giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Và các chuyên gia nói rằng màn hình vũ khí của họ có thể tăng cường trong những tháng tới nếu tiến trình đàm phán hạt nhân được thực hiện. Bằng các vũ khí bắn thử nghiệm đe dọa trực tiếp lên phía Hàn Quốc, nhưng không phải là lục địa của Hoa Kỳ hay các vùng lãnh thổ Thái Bình Dương, Triều Tiên cũng có thể đang cố gắng gây áp lực lên phía Seoul và kiểm tra xem Washington có đang chịu đựng sự hiếu chiến của mình đến mức nào mà không thực sự khiến cho các cuộc đàm phán hạt nhân sụp đổ. Kính thưa quý vị, đó là sự kiện vào ngày hôm qua và một ngày thứ sáu thì tất cả những sự kiện đã diễn ra trên màn hình của Trung tâm Hành quân Chiến lược của Nam Hàn. Và họ cho biết một lần nữa Triều Tiên lại phóng thêm những hỏa tiễn tầm ngắn. Tuy nhiên tất cả những sự việc này vẫn được quan tâm đến. Tại sao trong một vòng tuần lễ mà ba cái cuộc thử nghiệm lại liên tục diễn ra như vậy? Đây là một trong những sự kiện có thể mang lại một cái tình hình căng thẳng giữa tất cả những gì hiện nay hai bên đang có thể nói cò kè với nhau. Phía Bắc Hàn thì họ cho rằng những cái cuộc tập trận thao dượt giữa Liên minh Hoa Kỳ và Hàn Quốc là một trong những cái sự kiện đã gây nên đến vấn đề phòng thủ và đặc biệt phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Có thể đây là một trong những vũ khí nhằm ngăn cản việc diệt tập trận giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Nam Hàn. Tuy nhiên, về phía Nam Hàn và Hoa Kỳ thì vẫn cho biết rằng những cuộc hành quân thao dượt và tập trận hai bên thường xuyên xảy ra như theo thông lệ tất cả các vấn đề gọi là chương trình thao dượt giữa hai quốc gia. Đây là một trong những sự kiện mà cho thấy ba quốc gia ở trong khu vực, đó là Bắc Hàn, Nam Hàn và Nhật Bản, là ba quốc gia có thể nó chịu ảnh hưởng bởi những vấn gọi là những lần phóng tên lửa tầm ngắn. Như quý vị đã biết, phóng tên lửa tầm ngắn này có thể nói là một trong những sự kiện phối hợp giữa Nga Xô và Bắc Hàn và nhằm có thể nói để đánh mất tất cả những cái gọi là hiệu quả của những dàn phòng thủ của Patriot và của TAS. Đây là một trong những sự kiện phòng thủ được ba quốc gia Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản hiện nay đang sử dụng. Chúng ta chờ xem cuộc đối đầu giữa tất cả những hỏa tiễn tầm ngắn của Bắc Hàn sẽ đi đến đâu. Bên cạnh đó thì sáng nay chúng ta cũng phải để ý đến một trong những sự kiện quan trọng và mà từ năm 1978 Tổng thống Ronald Reagan đã ký kết. Và Hoa Kỳ đã có một cái kế hoạch và đặc biệt là họ sẽ đưa ra một trong những cái điều kiện mới để họ có thể thử tên lửa mới trong những tuần tới. Tất cả những cái tên lửa này đã bị cấm theo một cái hiệp ước kiểm soát vũ khí và đã 32 năm trước đây đã được Hoa Kỳ và Nga ký kết với nhau. Washington và Moscow hiện nay đã bước ra khỏi một cái hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung mà Tổng thống Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên bang Cộng hòa Liên bang Xô Viết của Nga, đó là Mikhail Gorbachev đã ký vào năm 1987. Đây là một trong những sự kiện làm dấy lên cuộc lo ngại về một cuộc chạy đua hạt nhân và vũ trang mới. Hoa Kỳ đổ lỗi cho Moscow về cái chết của hiệp ước và họ nói rằng trong nhiều năm Moscow đã phát triển bảo vệ các vũ khí vi phạm hiệp ước và đe dọa Hoa Kỳ và các đồng minh đặc biệt của họ ở châu Âu. Nga thì lại chịu trách nhiệm cho phép hiệp ước từ chối và Bộ trưởng Ngoại giao của Nga, Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo đã cho biết trong một cái tuyên bố vào hôm thứ Sáu vừa qua. Trong lúc đó thì Tổng thư ký của NATO, đó là ông Jens Stoltenberg, đã cũng đổ lỗi tương tự về cho Nga vì những gì mà ông mô tả là vi phạm trắng trợn liên tục của hiệp ước.
Thưa quý vị, ông Stoltenberg cũng đã cho biết là các thành viên của Liên minh 29 quốc gia đã rất là hối tiếc rằng Nga đã không tỏ rõ cái sự sẵn lòng và không thực hiện được các bước để tuân thủ theo các nghĩa vụ quốc tế của mình. Nhưng Hoa Kỳ cũng thấy một mặt trái của hiệp việc thoát ra khỏi hiệp ước. Kính thưa quý vị, Washington đã phàn nàn trong nhiều năm rằng sân chơi kiểm soát vũ khí là không công bằng. Và các quan chức Hoa Kỳ lập luận rằng không chỉ vì Nga vi phạm hiệp ước và phát triển vũ khí bị cấm, mà Trung Quốc cũng đang chế tạo vũ khí không tuân thủ tương tự, khiến Hoa Kỳ phải một mình tuân thủ hiệp ước kiểm soát vũ khí già cỗi. Vào năm 1987 thì có thể nói sau khi có những cái dấu hiệu rằng là có thể sửa soạn cho bức tường Berlin sụp đổ, và một trong những hiệp ước hạn chế vũ khí, phát triển vũ khí đã được ký kết giữa Tổng thống Ronald Reagan và ông Chủ tịch Mikhail Gorbachev. Và tất cả những sự kiện này đã liên tục diễn ra trong 32 năm vừa qua. Hoa Kỳ đã phàn nàn về vấn đề ngày nay, vấn đề gia tăng tất cả các vũ khí tên lửa đến từ Trung Quốc đã không bị ràng buộc bởi vũ khí hạn chế hạt nhân, vũ khí hạn chế phát triển vũ khí này. Tuy nhiên, đến bây giờ thì Hoa Kỳ đã đơn phương rút khỏi cái hiệp ước này. Giờ đây, Hoa Kỳ có thể tự do lo liệu và phát triển tất cả các hệ thống vũ khí đã bị cấm trước đây. Trong lúc đó thì Hoa Kỳ đang lên kế hoạch bay thử vũ khí như vậy trong vài tuần tới, và theo một quan chức cao cấp của chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết rằng ông họ được ủy quyền để thảo luận công khai về việc phát triển vũ khí và chỉ nói với điều kiện là giấu tên mà thôi. Trong lúc đó thì ngân sách của Lầu Năm Góc, tuy nhiên là Ngũ Giác Đài, hiện nay bao gồm 48 triệu đô la cho việc nghiên cứu các phản ứng quân sự tiềm năng đối với tất cả các hành vi vi phạm hiệp ước INF của Nga, và họ không có một cái lựa chọn nào hơn là rút lui khỏi hiệp ước này. Tất cả các quan chức này đã xem nhẹ bài kiểm tra và nói rằng đó không phải là một hành động khiêu khích chống lại Nga, bởi vì Hoa Kỳ đã tuân thủ hiệp ước này trong 32 năm qua, nên Hoa Kỳ tránh xa tất cả những cái gì gọi là hậu quả mà chịu vấn đề thiệt thòi cho Hoa Kỳ đã gánh chịu trong 32 năm. Và đồng thời Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn Trung Quốc không có thể vì đơn phương, vì Hoa Kỳ bị hạn chế, giới hạn bởi hiệp ước không có được phát triển vũ khí, mà Hoa Kỳ phải chịu hậu quả đó là Trung Quốc càng ngày càng gia tăng những tên lửa đạn đạo, và có thể nói sự kiện này nó ảnh hưởng đến thế cân bằng quân sự giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quý vị có thể nói đây là một trong những sự kiện rất là quan trọng về vấn đề tình hình quân sự trên thế giới, và chúng ta chờ xem tất cả những cái hiệp ước sau khi đã bị giải tỏa và tất cả cái cuộc gặp gỡ những vị bộ trưởng quốc phòng và những bộ trưởng ngoại giao để xem tình hình thế giới có những diễn biến thay đổi như thế nào. Thưa quý vị, tiếp theo là tin liên quan đến phía Bangkok, khi mà tại nơi đây đã bị đánh bom giữa lúc các hội nghị an ninh quốc tế đang diễn ra. 6 vụ nổ bom làm ít nhất là 4 người thiệt mạng ở Bangkok vào hôm thứ Sáu 2 tháng 8. Cùng lúc đó là thủ đô Thái Lan đang làm chủ nhà của một cuộc hội nghị về an ninh. Ở các nước Đông Nam Á có sự tham gia của các nhà ngoại giao hàng đầu đến từ Hoa Kỳ, phía Trung Quốc và các cường quốc khác trên thế giới. Thủ tướng Thái đã ra lệnh cho việc điều tra các vụ đánh bom này, và một cú đánh vào các hình ảnh của Thái Lan giữa lúc đang diễn ra các sự kiện cao cấp này, và đã xảy ra chỉ 2 tuần sau khi chính quyền quân sự trước đây của thủ tướng Thái chuyển đổi thành một chính phủ dân sự. Đến bây giờ thì không có bên nào nhận trách nhiệm về tất cả các vụ nổ này. Tôi muốn lên án những kẻ gây ra tình trạng phá hoại hòa bình và gây hại cho hình ảnh của đất nước chúng ta. Đó là lời tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan đã bày tỏ quan điểm của ông trên trang Twitter của ông. Trong một thông điệp gửi tới công chúng, ông Thủ tướng Thái Lan đã nói một nhóm người có ý đồ xấu xa gần đây đã kích động bạo lực trong khi chính phủ đang hứa đưa đất nước này tiến về phía trước. Ông không nêu đích danh đó là nhóm nào. Trong số các vụ nổ hôm 3 tháng 8, không có vụ nào gần sát với địa điểm của hội nghị an ninh khu vực. Hai ngoại trưởng Hoa Kỳ và Trung Quốc đều tham dự diễn đàn này. Quan chức Bộ Ngoại giao Thái Lan đã cho biết các vụ nổ đã không có tác động gì đến hội nghị cấp cao hiện nay đang diễn ra tại Bangkok. Trong lúc đó thì chúng ta cũng phải kết thúc phần tin sáng này để chúng ta có cơ hội gặp gỡ bác sĩ Michael Đào với cái tin hiện nay đang diễn ra ở Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất. Là cái chính quyền Saudi Arabia vào sáng thứ Sáu họ đưa ra một cái công bố như thế nào thưa Xuân Quyền? Thưa quý vị, mới đây thì chính quyền Ả Rập Saudi đã đưa ra một cái tin vào sáng thứ Sáu, đó là công bố một cái luật lệ mới là người phụ nữ nơi đây khi mà họ đi ra nước ngoài họ không có còn bị sự kìm hãm hoặc là phải thông qua cái người đàn ông nữa. Thưa quý vị, như quý vị biết là Ả Rập Saudi là một trong những cái quốc gia mà quyền của người phụ nữ rất là bị giới hạn. Bất kể họ đi nơi đâu thì cũng phải có cái sự đồng ý của cái người chồng hoặc là cái người đàn ông trong gia đình của mình. Như vậy là Xuân Quyền có ý muốn nói rằng là cái đạo luật ngày hôm qua công bố là cho phép tất cả các công nhân của Ả Rập Saudi, nam hoặc nữ, được quyền xin sổ thông hành và tự do di chuyển, là chấm dứt chính sách có từ lâu nay là nữ giới phải được phép của nam giới mới đi được, phải không?
Dạ đúng vậy, thưa anh Đặng Trọng, cái điều này hoàn toàn trái ngược với Việt Nam của mình phải không? Wow, như vậy thì chứng tỏ rằng càng ngày thế giới càng có nhiều thay đổi. Phụ nữ của Ả Rập với cái chiếc áo choàng và cái mặt che lại vẫn có quyền đi ra ngoài quốc, đi chơi một mình mà không cần sự cho phép của nam giới. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày đầu tháng 8, bắt đầu mọi sự việc chuẩn bị cho tất cả con em của chúng ta trở lại trường học. Khí hậu thời tiết cũng có phần thay đổi. Cuối tuần này thì rất là nóng phải không Xuân Quỳnh? Dạ, nhiệt độ trung bình là từ 85 cho đến 90 độ. Nhưng mà biết Xuân Quỳnh biết hôm nay có một sự kiện gì quan trọng đối với người Việt chúng ta không? Chắc Xuân Quỳnh theo dõi tin tức trong những ngày vừa qua thì một cái cuộc tranh chấp ở gọi là cái bãi Tư Chính ở tại một cái góc độ cách một hải Vũng Tàu có khoảng từ 160 đến 180 hải lý. Điều đó có nghĩa là rất gần với Côn Sơn đấy. Nhưng mà ngay cái nơi đây thì giàn khoan 8 của Trung Quốc đã giàn khoan Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có mặt tại đó và thách thức cái sự gọi là khiếu nại cũng giống như tố cáo của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vấn đề vi phạm lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam. Thì hôm nay cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp nơi trên thế giới đã đưa ra những cái tuyên cáo, những cái tuyên bố về cái lập trường của cộng đồng người Việt ở khắp nơi chống lại cái sự gọi là xâm lấn và bá quyền của Trung Quốc. Và đặc biệt hôm nay, kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt chúng ta tại miền Nam California sẽ có một cái cuộc biểu tình trước tòa tổng lãnh sự Trung Quốc. Cuộc biểu tình sẽ được diễn ra vào trưa nay và tất cả những ai nếu có điều kiện tham dự cái cuộc biểu tình này thì mời quý vị đến ngay tượng đài của Đức Thánh Trần ở trên đường Mosa để tháp tùng với phái đoàn đi lên để nói một trong những cái tiếng nói là chúng ta không chấp nhận cái sự bá quyền của Trung Cộng đối với tất cả những gì thuộc về lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Nếu quý vị có điều kiện thì bắt đầu từ 10 giờ sáng, nó có những chiếc xe bus sẵn để đó. Quý vị đừng lo vấn đề ăn trưa, thì ban tổ chức họ lo vấn đề bánh mì, nước uống cho quý vị. Và quý vị sử dụng thời giờ của quý vị để làm lên một cái lời việc làm có ý nghĩa. Vì kính thưa quý vị, chúng ta, những người Việt ở khắp nơi trên thế giới, lẽ dĩ nhiên chúng ta không có cái thời gian và điều kiện sinh sống ở cái quốc gia của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải có bổn phận để nói lên tiếng nói mà chúng ta cần phải và chúng ta cần phải bảo vệ. Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái điều mà chúng tôi mời gọi quý vị hôm nay vào lúc 10 giờ quý vị đến ở ngay tại tượng đài của Đức Thánh Trần cùng với ban tổ chức và quý vị sẽ di chuyển bằng xe bus. Hôm nay quý vị sẽ có mặt tại trước tòa tổng lãnh sự Trung Quốc và quý vị có cơ hội gặp gỡ tất cả những báo chí quốc tế. Quý vị có điều kiện gặp gỡ với những nhân viên. Quý vị có thể có điều kiện nói tiếng Tàu với cho tất cả những người nhân viên trong tổng lãnh sự quán biết rằng quý vị cần phải chấm dứt vấn đề bá quyền xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Đó là một cái tin đặc biệt mà sáng nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua chương trình đặc biệt với bác sĩ Michael Đào và bác sĩ Nguyễn Quang Ly. Và như thường lệ thì việc trước tiên là chúng tôi muốn có cơ hội để một lần nữa gặp gỡ bác sĩ Michael Đào cũng giống như bác sĩ Nguyễn Quang Ly. Kính chào hai bác sĩ đến với chương trình của chúng tôi. Xin kính chào quý vị, anh Đoàn Trọng và Xuân Quỳnh, anh bác sĩ Ly. Kính chào quý vị, kính chào anh Đoàn Trọng, Xuân Quỳnh và bác sĩ Michael Đào. Thưa bác sĩ, chắc là trời nắng hay lắm hay sao mà bác sĩ phải đem nước đi quá chương trình chuẩn bị. Nóng quá, bác sĩ phải chuẩn bị phải không hả? Nếu mà trường hợp nó nóng quá như vậy thì những người lớn nó có ảnh hưởng gì không thưa bác sĩ? Ảnh hưởng chứ, như gọi là heat stroke á, người lớn tuổi mà trời nóng mà không đủ drinking á, không đủ nước, không đủ fluid á, là có thể bị dehydration, mà bị heat stroke và có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Do đó quý vị mà trời nóng quá, quý vị cố gắng uống nước nhiều. Thứ hai là nếu mà tìm đến chỗ nơi mà nó mát mẻ hơn, chẳng hạn như là bạn bè hoặc là đến những cái shopping mall thì có thể hy vọng nó keep quý vị cool down. Yeah. Thưa bác sĩ, là trong cái thời gian sắp tới là ngày 18 tháng 8, Xuân Quỳnh được biết là mình sẽ có một cái ngày thực tập về phỏng vấn vào các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học ngành y cho các sinh viên mà muốn vào các trường này. Thì bác sĩ có thể chia sẻ thông tin về sự kiện này không? Vâng, kính thưa quý vị, là Hội Y sĩ miền Nam Việt Nam Cali là một cái hội y sĩ mà có rất nhiều bác sĩ mà get together làm việc với nhau. Cái Hội Y sĩ Việt Nam á, quý vị, tại miền Nam Cali có từ 1975. Nhưng mà lúc những cái năm đầu tiên là những cái năm mà gọi là các bác sĩ họ hợp tác lại với nhau, ngồi lại với nhau để mà làm một gọi là một cái social club, để mà bạn bè cùng ngành để mà hợp tác với nhau nói chuyện thêm thôi. Nhưng mà về sau này nó trở thành một cái hội y sĩ lớn mà
cái châm ngôn của anh em chúng tôi là bây giờ phải ra, phải giúp lại cộng đồng, phải give back cho cộng đồng. Tức là mình đã được trưởng thọ trong cái, như là mình được nuôi dưỡng trong cái cộng đồng, thì bây giờ mình phải ra mình trả lại cho cộng đồng. Thì một trong những chương trình mà anh em chúng tôi làm từ hội gọi là VPass, hội y sĩ Việt Nam miền Nam Cali, là chẳng hạn như là hội chợ, và mỗi năm có làm một cái gọi là mock interview. Tức là ngày hôm đó những em học như là pre medical school, tức là pre dent, tức là chuẩn bị đi, dự bị đi học nha nè, học bác sĩ nè, học dược sĩ nè, học y sĩ là PA school, hoặc là học nha sĩ, hoặc là học nhãn khoa, tất cả những em đó mà đi học mà chuẩn bị, nhiều khi nhiều em là nhiều điểm cao rồi, đã được cái, nhiều khi có em khá cao rồi, có điểm cao rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất bây giờ là cái tới thời kỳ phỏng vấn. Khi quý vị biết là trước khi trường, những trường đại học mà lớn mà họ là trường chuyên khoa, thì họ có những cái phỏng vấn. Họ phỏng vấn là sao? Họ đến, họ mời người học sinh đến, người học sinh mà giỏi rồi đó nha, họ mời học sinh đến và họ phỏng vấn, hỏi tại sao mình muốn làm bác sĩ, tại sao mình muốn làm nha sĩ chẳng hạn, rồi cái mục đích nào mình muốn làm nha sĩ, dược sĩ. Vậy thì thưa bác sĩ, bác sĩ với bác sĩ Ly là cái thế hệ đầu tiên học được về vấn đề gọi là bác sĩ ở cái quốc gia này. Rồi. Thế hồi hai bác sĩ đi học rồi ai chỉ cho bác sĩ phỏng vấn, là bác sĩ cũng đậu vậy? Hồi xưa actually ít phỏng vấn hơn, hồi xưa nó dễ hơn chút xíu. Yeah. Bây giờ nó cạnh tranh kinh khủng lắm. Thật ra các quý vị mà nha, con em, quý vị mà có nghe cái chương trình này, nói con cháu của mình á, là vô trong cái website, vô trong cái gọi là www.vpasocal.com để mà register. Bởi vì cái ngày mà thực tập về phỏng vấn để vào đại học chuyên môn là ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019 tại Coastline Community College ở thành phố Garden Grove. Và cái ngày hạn chót để ghi danh là thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019. Do đó quý vị nhớ nhắc nhở con em của mình để đến ghi danh, hay là đến để mà thực tập cái, coi cái phỏng vấn như thế nào. Cho nên có những cái station khác nhau, hôm đó là có cả 50-60 những người như là bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y sĩ tình nguyện á, đến đó họ giúp các em. Đồng thời có một số, quý vị biết là có một số em đã qua những cái chương trình phỏng vấn như vậy rồi, bây giờ được học vào y khoa rồi, học nha khoa rồi, muốn có mặt cái đó để share cái kinh nghiệm. Tức là để chia sẻ cái kinh nghiệm. Và đồng thời cũng anh em chúng tôi có mời được một hai người là từ các trường đại học á, là họ như hay là họ là những người mà quyết định admission, tức là để mà chấp nhận các em vô học với các trường gọi là đại học mà chuyên môn. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, như bác sĩ Michael Đào và bác sĩ Nguyễn Quang Ly vừa trình bày với quý vị, hội y sĩ miền Nam California với mục đích nhằm trở lại và phục vụ cho cộng đồng bằng một cái công việc thực tiễn nhất, kính thưa quý vị, đó là họ hướng dẫn thực tập về phỏng vấn vào đại học cho tất cả con em của chúng ta. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2019 từ 8 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa, địa điểm là Coastal Community College, cho quý vị biết, đi trên con đường Edinger của thành phố Garden Grove. Đây là một trong những việc làm mà quý vị phụ huynh cũng giống như tất cả các con em nên cần được khuyến khích, vì tất cả các vị y sĩ tại miền Nam California, người Mỹ gốc Việt chúng ta sẽ bỏ thời giờ tận tâm đến để giúp đỡ cho tất cả các em hiểu được cách thức để thực tập, phỏng vấn. Họ có cơ hội truyền bá lại tất cả những cái kinh nghiệm của họ cho tất cả con em của chúng ta để có cơ hội cũng giống như tất cả các bác sĩ trước đây đã được đào tạo và huấn luyện tại Hoa Kỳ. Lại nhiên thời gian có hạn, bởi thế quý vị phải ghi danh cho con em của quý vị, hoặc là tất cả các học sinh phải ghi danh vào ngày chót, là tự nhiên là ngày mùng 10 tháng 8. Yeah. Ngày mùng 10 tháng 8. Website. Trên cái website, quý vị nhìn thấy trên màn hình, quý vị thấy ghi danh tại website www.vpasocal.com. Kính thưa quý vị, đây là một cái hành động rất tốt của tất cả các y sĩ đi trước, và họ có một cái ý nghĩ làm sao để giúp cho tất cả các trẻ em và đặc biệt là con cháu của chúng ta có cơ hội cũng thành danh như họ. Đây thì là một việc làm đáng khuyến khích và có thể nói rất cảm ơn. Thưa bác sĩ, mời bác sĩ Ly. Mình có câu chuyện này mình kể cho quý vị nghe, giúp cho mấy em. Nói về phỏng vấn thì cái quan trọng
là người ta muốn nghe cái gì thực tế. Yeah. Đa số mấy em nghĩ là khi người ta hỏi là tại sao muốn đi học bác sĩ thì mấy em nói là ồ bố tôi là bác sĩ, hay là chú tôi là bác sĩ, hay là giám viên này có gì do cho không, cái đó nó không thực tế lắm. Tại nhiều khi mình không có cái trường hợp đó. Khi mà tôi đi phỏng vấn thì nó hỏi tôi câu đó, thì mình có một cái câu chuyện lạ là tại vì thực tế đó, có một hôm tôi đi xuống cái hành lang của UCLA, tôi thấy mấy cái hình bác sĩ mà đang đậu ở trên cái tường đó, ở trên tường đó. Yeah. Nghe nói tôi muốn hình tôi ở trên này. Khi họ hỏi vấn tôi trả lời thật như vậy đó, tôi chỉ muốn hình tôi trên đó thôi. quá. Và người Mỹ thì họ lại hay thích những cái thực thích tế mấy như vậy. Cái gì nó khác lạ chút xíu. Thì không cần thiết phải là có cái background về bác sĩ. Như vậy là bác sĩ Michael Dow đi phỏng vấn ở trên Hollywood, bác sĩ cũng chỉ là tôi muốn hình của tôi có nên được Hollywood. Đó thì khác. Vâng, quý vị, đó là một trong những cái nguồn tin mới nhất và có thể đầy xúc tích cho tất cả các em muốn có một cái ý định sẽ trở thành bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ trong tương lai. Quý vị ghi danh vào ngày 10 tháng 8 để rồi có cơ hội ngày 18 tháng 8 chủ nhật tới đến quý vị gặp và có cơ hội để thực tập với tất cả các vị gọi là bác sĩ, y sĩ, nha sĩ, dược sĩ tiền nhiệm giúp đỡ cho chúng ta. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Chắc có lẽ Xuân Quỳnh sẽ có câu hỏi với bác sĩ Ly phải không? Dạ đúng vậy, thưa bác sĩ. Bác sĩ ơi, em được biết là bây giờ phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật cái phần mũi đó, mình có những cái kỹ thuật mới như là bằng chỉ, thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái kỹ thuật mới này không? Tuy nhiên là nói về vấn đề sửa mũi cho phụ nữ phải không Xuân Quỳnh? Mà nhưng mà ngày xưa thì mổ, bây giờ là nó có chỉnh hả? Em cũng sửa. Cũng sửa rồi đó. Đàn ông cũng như đàn bà, khi mà muốn có cái sống mũi cao hơn chút xíu nữa thì có một vài cách mình làm. Ví dụ mình chích filler vào trong đó. Hoặc là mình luồn chỉ vào trong đó, nó cho cái sống mũi cho nó cao lên, cho nó thon cái mũi lại, nó khi nó cao lên thì nó sẽ thon lại. Thì luồn chích những cái chất filler đó thì nó last khoảng chừng 6 tháng, 5. Làm mấy cậu chị thì có thể nó last chừng 2 năm, 3 năm. Nếu mà mình sửa bằng một cái miếng implant đó, bằng miếng silicone đó, thì nó last vĩnh viễn. Yeah. Cái gì mình bỏ lên như thế này thì nó cũng có cái giới hạn của nó. Mình làm cách nhẹ nhàng 5-10 phút luồn chỉ vào là cách mới nhất đó, thì nó last 2-3 năm. Cái cách làm đó là chích thuốc tê xong rồi từ cái đầu mũi đó, họ luồn chừng 10 cọng chỉ lên đây, xong rồi 4 cọng chỉ xuống như này cho nó đứng cái mũi lên. Thì cái phẫu thuật thì rất là nhẹ nhàng, nó outpatient, mình làm chừng 10-15 phút xong rồi đi về. Wow. Đấy, nó không có sưng nhiều lắm. Yeah. Mà cái chỉ là bây giờ là hot nhất đó. Quý vị biết là cái chỉ á, bây giờ ở đại hàng là một trong những làm cho mũi, là một trong những phẫu thuật mà kỹ thuật mà họ làm nhiều nhất cho sống mũi. Mà anh quý vị biết, cũng anh Trọng biết là những người đại hàng cái mũi họ cũng đẹp đúng không? Yeah. Mũi cũng hơi đẹp hơn, đẹp mà anh đẹp. Nhưng bây giờ thì chắc cao rồi. Bây giờ cô nào cũng cao hết, bây giờ giống nhau hết. Yeah. Như mũi tôi bây giờ thì bao nhiêu còn chỉ đó bác sĩ? Anh Trọng thì hết chữa thôi, nhưng mà cũng có thể được, cũng được. Anh Trọng chỉ chắc 10 sợi chỉ thôi, chắc 10 sợi chỉ, 3-4 sợi nâng nó lên. Vâng. Rồi nâng cả lại, chứ mũi của anh Trọng sẽ rất là đẹp. Không, kính thưa quý vị, bây giờ thì với những cái phương pháp mới, cái tiến triển của khoa học y tế bây giờ, thì tất cả những người nào muốn có cái mũi đẹp ấy thì đến gặp bác sĩ Lee, bác sĩ Michael Dow. Chắc lẽ là cái cách Xuân Quỳnh nghe nói cái vấn đề để mấy cái sợi chỉ vào trong có sợ không, có sao không? Nghe bác sĩ nói là chỉ có 10 phút thì cũng không đến nỗi nào. Tự tin hả? Dạ, tự tin rất là nhẹ nha. Nhưng mà thưa bác sĩ Đào, có một cái sự kiện này thì mấy cô cũng email cho tôi, mấy cô hỏi rằng này, thưa bác sĩ, phần lớn những người phụ nữ họ mãn kinh rồi, họ compare, họ thắc mắc nữa, thế đàn ông thì còn có hạng thuốc là lo thuốc Viagra cho mấy ông, đúng. Còn mấy bà thì mãn kinh rồi thì tại sao mà cái gọi là cái nhạy cả cái vấn đề sex của họ, ham muốn của họ không nó bị hạn chế bởi cái vấn đề mà cái kinh nguyệt họ bán đi, thế khoa học y tế để có cái cách gì để giúp cho họ có một cái đời sống mà thích thú không thưa bác sĩ? Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái bất công của xã hội. Đó, nhiều người nói, quý vị biết là life thì không có fair, thì nó coi rằng we have kids đó, nó nói là cái này không có fair cha bố, không có fair, nó life is not fair.
không có gì gọi là công bằng hết. Công bằng hết. Life lúc nào cũng vậy, có người giàu người nghèo, có người cao người thấp, người lùn người ốm, tức là không có công bằng. Thành ra yes, trong khi quý vị biết người đàn ông đã được mấy chục năm nay rất nhiều loại thuốc ra để giúp cho người đàn ông trẻ cũng như đàn ông lớn tuổi, giúp cho họ có cái cơ hội để có cái cuộc sống gọi là là chăn gối này nọ, là thì thích thú hơn. Thì trong người đàn bà quý vị biết 2-3 năm nay đã ra hai loại rồi, cái hai loại thuốc rồi, một loại là uống, một loại là chích, để giúp cho người phụ nữ gọi là trước khi bị tắc kinh mà có gọi là bị lạnh cảm, cái bệnh lạnh cảm, chích vào uống vào có thể hơi bị có hơi giúp chút xíu, có thể thấy thoải mái hơn chút xíu. Nhưng mà quá trời bao những người đàn phụ nữ mà họ sau khi tắc kinh, những người sau khi tắc kinh hoặc là những người bị mổ bỏ mất tử cung vì lý do gì đó, họ cũng còn rất trẻ, đúng không? Ừ. Có những người 30 mấy tuổi cũng bị mất tử cung, có người 40 mấy tuổi, even 50 tuổi là trung bình mà lúc mà mất kinh á. Thì quý vị biết bây giờ thời buổi này 50 tuổi cũng còn rất là trẻ, dạ, chứ không như phải là thời xưa ông bà của mình 50 tuổi là ok, là cũng như là qua rồi, xong rồi. Đúng rồi. Bây giờ thì 50 tuổi là nhiều khi là the 30s, the 50s nào, giờ hồi xuân nữa. Thành ra bây giờ làm sao cho những người phụ nữ đó họ có thể có những cái thoải mái hơn hoặc là mong muốn hơn. Thì actually một cái study mới nhất đây rất là interesting. Họ nghiên cứu 8 người phụ nữ á, thì họ dùng không phải là hormone của đàn bà mà là hormone của đàn ông. Tức là testosterone. Quý vị biết khi mà quý vị nghe chữ testosterone là quý vị biết đó là hormone của người đàn ông, đúng không? Thì họ có 3 cái nhóm người. Một nhóm á, tại vì quý vị biết á, trong người của mình đàn ông á có testosterone, mà thực sự đàn ông cũng có những cái hormone đàn bà nữa, nhưng mà cái lượng rất nhỏ. And ngược lại đàn bà cũng vậy, họ đa số là cái sức trong người của họ là hormone của phụ nữ, nhưng mà họ có một cái lượng rất nhỏ là hormone của người đàn ông. Thì họ nghiên cứu, họ có 3 nhóm người phụ nữ. Một nhóm á là dùng sau khi tắc kinh nha, dùng hormone của người phụ nữ. Một nhóm không dùng gì hết, rồi một nhóm dùng một chút xíu hormone của người đàn ông là testosterone. Thì họ thấy cái nhóm người mà dùng testosterone á là họ có cái score, cái report, họ dùng report á, thì những người đó là họ có tức là cảm hứng hơn, có khi mà họ có sex thì họ cảm thấy thoải mái hơn, thích thú hơn, và họ muốn hơn là bớt lạnh cảm, là ít đi lạnh cảm hơn, hơn đó. Thì nhưng mà hiện tại cái khổ là bây giờ testosterone là không được dùng cho women. Đó là nếu mà dùng là dùng off label. Off label nghĩa là dùng không có đúng theo FDA approve. Và đồng thời á, nếu mà FDA không approve á thì chắc chắn bảo hiểm sẽ không trả. Thành ra quý vị phải nói chuyện với bác sĩ gynecologist hoặc là nói chuyện với lại bác sĩ gia đình của mình, là có thể thử cái máu, cái lượng testosterone của mình, mà cho mình phải cho mình một chút xíu thôi. Hạng người đàn ông thường thường dùng một chích một lần á là 1cc, người đàn bà có thể chỉ cần 1/10cc mà thôi, có thể kích thích được, cái làm cho người đàn bà mà nhất là những người mà sau khi tắc kinh có thể cảm thấy thoải mái, mạnh khỏe, có thể thấy mong muốn hơn và thoải mái hơn. Nhưng mà thưa bác sĩ đó, nhưng mà thưa bác sĩ, khi chích testosterone vào rồi thì có biến dạng cơ thể không? Ví dụ người đàn bà có thể có râu rồi vậy không? That's right, that's another question, là tại vì that's why mình dùng cái lượng rất nhỏ. Yeah. Yes, trong cái nghiên cứu đó nó thấy yes, người đàn bà mà, thứ nhất là không phải như là muscle lên cao, không có gì hết á, không có bị tim nhiều hơn, không có bị gì hơn nhiều hết á, chỉ có một cái yes, có body hair hơn chút xíu. Cái body hair không nghĩa là râu, mà có thể trên những cái hair file đây nè, nó hơi coarse hơn chút xíu nữa, nó hơi đậm hơn chút, chứ không có gì hết. Quý vị muốn thử xem thời vận hên xui con như thế nào thì hỏi bác sĩ đình quân. Có thể nếu mà những người mà phụ nữ mà tắc kinh mà cảm thấy là mình không có khó chịu về cái vấn đề mà sinh lý với chồng với bạn mình hay là gì nào, có thể nói chuyện với bác sĩ đình, hy vọng có thể cho mình một chút xíu cái testosterone, who knows, nó có thể giúp cho quý vị nhiều hơn. Thưa bác sĩ, là tiếp theo là một cái câu hỏi về thuốc điều trị cam mỡ trong máu, là cái loại thuốc mà cũng rất là nhiều người sử dụng, thì mình có thể ngưng một cách an toàn không bác sĩ? Kính thưa quý vị, là trong những năm vừa qua mình nghe nói rất nhiều về cái thuốc gọi là statin. Statin là cái thuốc mà chữa bệnh cái lượng mỡ trong máu nó cao, nó làm cho thấp xuống thì nó giảm bớt đi cái bệnh tim mạch và bị stroke. Thì rất nhiều người có những cái về sau này có đi vài khoảng vài năm có người nhiều người nói là ok, uống thuốc statin này có thể
bị đau nhức mình Mỹ nó ê, ở mình Mỹ nó bị mài algae à. Và một cái mới khám phá ra nữa là yes, những người uống thuốc statin có thể có cơ hội bị tiểu đường cao hơn một chút xíu. Thì họ khi mà họ nghiên cứu lại á, thì yes, những người nào mà bị tiền tiểu đường á, những người đã uống thuốc statin có một cái cơ hội bị cao đường hơn khoảng 0.2% mà thôi. Nhưng mà rồi ngược lại nó sẽ giúp bệnh tim và bệnh bệnh sốt. Thì sometimes mình phải, trên đời quý vị biết cái gì cũng có cái lợi cái hại, nhưng mà cái lợi nó nhiều thì nhiều mà cái hại nó chút xíu vậy mình cũng phải take cái chance của mình. Thì và rồi họ còn đồng thời nữa có những cái bài báo mới là ok, sau 70 tuổi rồi, không biết giờ có tất cả những cái study, những cái nghiên cứu những chục năm vừa qua, mấy chục năm vừa qua là cho những người up to khoảng 70 tuổi thôi. Thì bây giờ làm sao? Xong bây giờ mình uống thuốc 5-10 năm rồi, bây giờ mình 70 tuổi, 71 tuổi, 72 tuổi, 73 tuổi, 74 tuổi, bây giờ mình có ngưng hay không? Thì họ nghiên cứu một cái nghiên cứu mới nhất nữa bên Tây và một nghiên cứu ở Hoa Kỳ nữa, là những người nào mà đang uống thuốc cao máu mà có bệnh tim, có bệnh sốt thì phải bắt buộc phải uống tiếp. Mặc dù mình 75 tuổi rồi. Vì không uống như vậy, họ nghiên cứu, họ thấy những người trong history đã có uống thuốc về cao mỡ mà đã có bệnh tim, có bệnh sốt mà ngưng thuốc thì có cơ hội bị sốt cao hơn và bị bệnh tim mạch cao hơn rất nhiều nếu mà ngưng thuốc sau 6 tháng tới 1 năm thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã đưa đến tất cả những cái tin tức về y tế rất là hữu ích cho quý khán giả sáng nay. Một lần nữa quý vị, cho con em quý vị biết rằng ngày 10 tháng 8 là hết hạn ghi danh cho một cái ngày gọi là thực tập về phỏng vấn vào đại học của các con em muốn vào tất cả các trường đại học do nhóm Hội Y sĩ miền Nam tại California đứng ra tổ chức. Và hôm nay thì quý vị nếu có điều kiện nên đến ở trước Hội Đền Hùng và cùng phái đoàn đi lên trước Tòa Tổng lãnh sự để nói lên tiếng nói yêu cầu Trung Quốc ngưng ngay tất cả các vấn đề bá quyền tại Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta là Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay. Hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua Thời sự Thế giới. Chúc quý vị và gia quyến có những ngày vui cuối tuần thật tuyệt vời. Xin chào quý vị.